Rồi, dạ rồi, đây là một cái combo full gold ribbon, full vẫy, full tay khoảng 95%. Đây thì tình trạng cá đây. Thì đây là mình xin nhắc lại nha, cái hàng này hiện tại là giá là 480k trên 3 cặp. Đây. Thì đối với cái hàng mà mình thanh lý đợt sau cùng á, là cái vẫy của nó sẽ không có ok. Giống như là cái hàng này, đó thì cái hàng này thì cái vẫy nó sẽ đều hơn. Đó. Tay bơi thì các bạn xem tình trạng tay bơi các bạn đánh giá ha. Rồi mình xin nhắc lại luôn thì cái hàng này hiện tại mình đang cũng còn rất là ít chứ không còn nhiều nữa các bạn ơi. 480 ngàn trên 3 cặp. Thì các bạn nào cần thì có thể nhắn với mình qua Zalo nha, mình sẽ xem xét và mình báo giá cho các bạn. Nếu như mà còn hàng, còn nếu như không thì hết hàng thì mình xin cáo lỗi với các bạn luôn. Tại vì cái lô này mình lên cũng rất là ít. Thì hiện tại mình còn tầm khoảng mười mấy cặp nữa, nhưng mà có thể là những cái cặp đó mình sẽ lựa riêng ra để mình bán cái bán xả bán thanh lý combo là 5 cặp 500k. Thì cho nên là các bạn cứ yên tâm đi, mình báo giá cho các bạn loại nào thì mình sẽ gửi cho các bạn loại đó xứng đáng với giá tiền mà các bạn bỏ ra các bạn mua, chứ không phải là mình báo giá loại này xong các bạn chuyển tiền xong mình gửi cho các bạn loại tầm bậy tầm bạ tào lao thì không có. Thì các bạn mua loại nào thì mình sẽ gửi cho các bạn đúng loại đó. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ đi đóng hàng để mình đi gửi chung với cái đơn cá xả 5 cặp 500 ngàn. Rồi thì xin nhắc lại nha, đây là cái combo full gold ribbon full vẫy full tay tầm khoảng 95%. Giá sẽ là 3 cặp trên 480 ngàn trên 3 cặp. Rồi ok, giờ mình sẽ đi đóng cá đây. Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Guppy Quy Nguyễn Bến Tre đây. Rồi thì hôm nay là mình vừa đăng lên trên Zalo của mình, chắc là mình chưa đăng lên kênh YouTube rồi thì chắc là có thể hết cá luôn các bạn, tại vì mình đang xả khoảng 3 đến 4 cái combo như thế này. Sau khi mà khách đã lựa hết rồi thì sẽ còn những cái đợt cá cuối cùng trong lô là sẽ hết luôn, cho nên là mình bán giá ưu đãi cho các bạn để đi nhanh luôn ha. Rồi thì mình xin báo giá luôn, thì cái hàng full gold ghi bông full vẫy full tay bơi tầm khoảng 95% như thế này thì giá hiện tại là 100 ngàn một cặp và combo 5 cặp sẽ là 500 ngàn. Nếu mà các bạn mua lẻ dưới 5 cặp thì giá sẽ khác nha các bạn. Giá thì mình bán theo combo để cho xả nhanh luôn, để mình lên lô cá mới mình sẽ báo giá cho các bạn. Đó, rồi thì ở đây mình xin báo giá lại là combo 5 cặp sẽ là 500 ngàn. Thì hàng full gold ribbon full vẫy full tay tầm khoảng 95%. Thì mình xin báo luôn này, cá này do là cá sai tơ thì tay bơi của nó là sẽ còn phát triển nữa. Nếu như các bạn về các bạn nuôi đúng nền và chế độ ăn uống đầy đủ ok hết thì có thể nó sẽ full 100% luôn. Đó thì tình trạng tay bơi thì các bạn xem, các bạn đánh giá các bạn cũng thấy rồi đó. Tại vì cái đợt đầu đợt rồi mình lên cái lô được khoảng 20 30 cặp vậy mình cũng không nhớ nữa. Chắc hình như tầm khoảng ba mấy cặp à. Rồi mình bán sau khi mà khách đã lựa ok xong đầy đủ hết rồi thì còn lại những cái combo, những cái cặp mà khách đã lựa rồi thì bên mình sẽ bán xả nhanh để cho các bạn chơi luôn. Đó thì hiện tại là combo 5 cặp sẽ là 100 ngàn. Rồi thì cái đơn này là mình sẽ đóng gửi về nhà bè thành phố Hồ Chí Minh cho một anh khách. Rồi ok vậy nha. Rồi cái con này nó nhảy ra ngoài cái hồ luôn các bạn ơi, mình đang chuẩn bị mình đóng mình gửi đi nè. Đó. Rồi ok xong nha, bây giờ mình sẽ đi đóng cá đây. Rồi ok xong rồi, đây đây bịch đó là 5 con mái đó các bạn, đây 5 con mái. Rồi giờ vô túi không lấy nét luôn đó, full gold sau khi mình bỏ vô túi rồi thì nhìn cái màu nó hơi chán xíu ha. Đó thì bên đây là trống nè, đó 6 con trống, 4 trống gen, 5 trống gen với một con trống ghi bông thì phải đó. Rồi thì ở đây là 5 con mái, thì nói chung là lúc nãy mình bỏ trong nền đen mình quay các bạn nhìn nó rất là rõ ha, còn bây giờ là sau khi mà đóng vô túi rồi thì nhìn màu nó trắng phèo à. Nói chung là cái dòng full gold này cái đặc tính của nó là vậy các bạn, đóng trong thùng xốp trắng nè, còn các bạn về các bạn tháo bịch ra các bạn đổ các bạn nuôi trong nền trắng thì các bạn nhìn cái màu nó còn trắng dữ nữa đó. Chỉ trừ khi nào các bạn bỏ vào nền đen, các bạn bật cái đèn LED lên mình quay sẽ rất là đẹp ha. Rồi thì nói chung là thùng xốp bên mình là hiện tại mình mua thùng mới để mình đóng cho khách đó, cho nên là mỗi thùng nó sẽ dao động giá từ khoảng 20 đến 30 ngàn một cái, tùy cái đơn lớn nhỏ thì mình sẽ đóng đơn thùng lớn thùng nhỏ. Thì như cái thùng này á, là mình đóng hai bịch này thôi, cho nên là mình đóng cái thùng vừa vải thôi đó, nó nằm vừa khít luôn. Đáng lẽ cái thùng này đóng được 4 bịch to như vậy luôn nè ở, nhưng mà cái đơn này của ảnh thì chỉ có 5 cặp thôi, cho nên là mình đóng nó vừa vậy. Rồi xong bây giờ là mình sẽ quấn keo lại, gia cố lại và cấp ẩm cho cái thùng này, sau đó là mình sẽ
tiến hành mình gửi ra ngoài vận chuyển để gửi đi cho ảnh. Thì hiện tại là anh Khánh ở khu vực Nhà Bè cho nên là mình sẽ gửi xe Phương Trang giao tận nhà luôn. Thì hiện tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có dịch vụ giao tận nhà qua nhà xe Phương Trang luôn nha các bạn. Đó rồi, ok. Rồi, bye bye tất cả các bạn nha. Rồi thì nói chung là bên mình đóng cá đi cho các bạn thì đóng rất là kỹ, nhưng mà nhiều khi cũng không tránh khỏi cái trường hợp mà nó rủi ro nữa các bạn. Đây, đây là ba con mái nè, bên đây là ba con trống ghen đó. Thì nói chung là đây nè, mình quấn keo đồ kỹ cứng nhắc trong đây thôi để cố định những cái bịch cá lại, sau đó mình lót cái báo ướt đè lên trên một lớp nữa để cho nó giữ ẩm cái thùng, đừng có nóng quá các bạn. Tại vì nhiều khi á là gửi xe hoặc là dịch vụ vận chuyển họ để gần cái hầm mái các bạn, cho nên là thùng nó nóng. Bên ngoài nhiều khi những cái đơn mà gửi đi xa như thế này mình đều quấn băng keo hết, mua thùng mới về xong bắt đầu mình sử dụng cái băng keo nè. Này các bạn thấy mình quấn keo trong không? Đó, mình quấn cái nắp mình cũng quấn luôn nè. Đó, quấn keo trong bít chịch hết để cho nó giữ nhiệt tốt nhất có thể trong cái thùng này để hạn chế cái rủi ro cho cá. Thì nói chung là kỹ thì kỹ, mình được tới mức độ đó này là quá ok rồi. Đó, còn trường hợp mà rủi ro nó xui rủi nữa thì bắt buộc là phải chịu thôi các bạn, chứ không có tránh khỏi được. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ gửi vận chuyển chung với cái đơn này về Nhà Bè nè các bạn. Đó, còn cái đơn này thì mình có gửi ghi là Vũng Tàu. Đó, cho nó đừng có bị nhầm. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đi gửi nha.